Kính chào quý vị, một buổi sáng thứ sáu quen thuộc khi chúng tôi hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây trên kênh HTV7 và HTV9. Có điều gì thú vị đáng quan tâm đang diễn ra xung quanh, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay sau đây. Thông tin 7 cư dân tử vong ở biên giới Việt Trung là sai. Ngân hàng số thúc đẩy tài chính cộng đồng. Phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ Cerebox tại Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2020. Thông tư yêu cầu bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định số 30 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Quy định về việc tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2020. Thông tư cũng nêu rõ các chứng chỉ ngoại ngữ đã được cấp theo quy định ở quyết định trên vẫn có giá trị sử dụng. Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc. Như vậy, vào hôm qua, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định thông tin bức tường biên giới của Trung Quốc gài điện cao thế giật chết 7 người Việt Nam trên mạng xã hội là sai sự thật. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 7 công dân Việt Nam tử vong tại khu vực biên giới Trung Quốc với nội dung bức tường biên giới của Trung Quốc gài điện cao thế giật chết 7 người Việt Nam đi đường tiểu ngạch về quê ăn Tết, Móng Cái, Quảng Ninh. Ngay sau khi có thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền thành phố Móng Cái xác minh làm rõ. Các cơ quan chức năng cũng đã khẳng định đây là cái tin giả, tin thất thiệt để nhằm cái mục đích là tạo cái sự mất ổn định cái tình hình về an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh người tung tin đồn thất thiệt trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Tỉnh cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, sàng lọc thông tin, không nghe theo hoặc chia sẻ các thông tin thất thiệt, xuyên tạc. Tránh hành vi vi phạm pháp luật như xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng một đơn vị nào đó lén lút xả thải từ khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên ra suối Giao Kèo thuộc thị xã Phú Mỹ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Và theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Cabec Vina để làm rõ việc có nước màu đen chảy qua khu xử lý chất thải của công ty. Người dân cho biết lợi dụng lúc đêm tối hoặc trời chuẩn bị mưa, có đơn vị trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên rộng 100 hectare tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã lén lút xả thải ra suối Giao Kèo, khiến nước trong suối chuyển sang màu đen bốc mùi hôi thối. Biên bản của đoàn kiểm tra ghi nhận công ty Cabec Vina đã tự ý đắp đất ngăn mương nắng suối này, đề nghị công ty Cabec Vina giải trình việc đắp đất và nước có màu đen tại đoạn mương nắng suối chạy qua khu xử lý chất thải của công ty, hỗ trợ việc hút nước có màu đen tại đây để xử lý. Về phần mình, công ty Cabec Vina khẳng định không xả nước thải vào mương nắng suối hay bất kỳ khu vực nào trong khu xử lý chung lắp rác thải. Công ty giải trình việc đắp suối là do lo ngại nước thải màu đen chảy xuống hạ lưu suối gây ô nhiễm khu vực này. Đề xuất với các cấp chính quyền quan tâm nhiều hơn nữa trong cái việc kiểm tra các cái quy trình xử lý của các cái đơn vị xí nghiệp nằm trong cái khu quy hoạch. Trước đó, vào tháng 3 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 700 triệu đồng và tạm đình chỉ một số hoạt động trong vòng 3 tháng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Cabec Vina do hành vi xả nước thải nguy hại vào môi trường. Ngân hàng số và thanh toán không tiền mặt là xu hướng tất yếu của thế giới và Việt Nam có nhiều tiềm năng rút ngắn quá trình phủ sóng ngân hàng số, dù vẫn không gặp ít khó khăn. Đây là thông tin vừa được đưa ra tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam năm 2019 diễn ra hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố để thúc đẩy giao dịch tài chính trên nền tảng số như sự phát triển mạnh của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, công ty fintech. Lượng giao dịch tài chính qua Internet di động tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tỷ lệ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng mức bán lẻ vẫn còn thấp. Bản thân việc phát triển các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn hạn chế. Những cái vấn đề về pháp lý
của ngân hàng số thì hiện nay chúng tôi cũng đang rất là cần những cái cơ quan của nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện và có một những hướng dẫn cụ thể cho ngân hàng số có thể thực hiện được với vai trò là trung gian cũng giống như giúp cho tất cả các hoạt động về tài chính nói chung sẽ đi đến người dân một cách dễ dàng nhất. Tại diễn đàn, các diễn giả trong nước và quốc tế đã thảo luận các mô hình dịch vụ tài chính cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, các mô hình ngân hàng số thế hệ mới cũng như lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng. Ở phần tiếp theo đây, tóm gọn kẻ đào tẩu khi đang lẫn trốn trong nhà hoang. Xe tải cán người tử vong trên quốc lộ 13. Một vụ phá rừng đầu nguồn nghiêm trọng vừa được các cơ quan chức năng huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng phát hiện tại lô 1A, khoảnh 2, tiểu khu 105 thuộc địa phận xã Đạ Tông, huyện Đam Rông. Đây là khu vực thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Serebok quản lý. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định có hơn 6.500 m² rừng phòng hộ bị xâm hại, nhiều cây gỗ lớn thuộc nhóm 5 và 6 bị đốn hạ nằm ngổn ngang, trong đó có nhiều cây có đường kính gốc gần 1 m. Ngoài hàng chục cây gỗ đủ kích thước bị đốn hạ bằng cưa máy mà lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi rừng, lực lượng chức năng còn phát hiện một khối lượng gỗ đã được cưa xẻ thành gỗ hộp vuông. Diện tích rừng bị xâm hại này được Ban Quản lý rừng phòng hộ Serebok phát hiện vào ngày 15 tháng 11. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng phá khoảnh rừng trên là Krajanhani, ngụ địa phương. Đối tượng khai nhận phá rừng để lấy đất sản xuất, nhưng số gỗ thành phẩm còn lại tại hiện trường đã tố cáo việc khai thác gỗ trái phép mà y thực hiện. Vụ việc đã được chuyển đến công an huyện Đam Rông để tiếp tục làm rõ. Sau gần một tháng trốn khỏi nhà tạm giữ, một đối tượng đã bị lực lượng chức năng tóm gọn khi đang lẫn trốn tại căn nhà hoang trong lô cao su. Sự việc diễn ra trên địa bàn xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Sau 2 ngày siết chặt vòng dây mật phục, đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 11, cảnh sát phối hợp với các lực lượng hỗ trợ đã tóm gọn đối tượng Nguyễn Hoàng Nam, 28 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một trong hai nghi can trốn khỏi nhà tạm giữ. Trước đó, đối tượng còn lại là Thạch Minh Nhí, ngụ thành phố Đồng Xoài cũng bị cảnh sát tóm gọn khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi buồng giam nhà tạm giữ công an thành phố Đồng Xoài vào lúc 4 giờ sáng ngày 3 tháng 11. Thạch Minh Nhí bị bắt vì hành vi lưu hành tiền giả và tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Còn Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vì tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện đang trong giai đoạn điều tra. Chiều qua 28 tháng 11 trên quốc lộ 60, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe đầu kéo. Dù không gây thiệt hại về người, vụ việc đã khiến hàng chục học sinh một phen hoảng loạn. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 15 giờ 15 phút, xe ô tô khách chở theo hàng chục học sinh tiểu học đang lưu thông trên quốc lộ 60 hướng đi từ tỉnh Bến Tre về tỉnh Tiền Giang. Khi đi qua đoạn địa bàn xã Tân Thạch thì xe này bất ngờ va chạm vào phần đuôi của một xe đầu kéo. Va chạm mạnh khiến phần đuôi xe khách hư hỏng nặng, học sinh hoảng loạn. Giao thông bị ùn ứ kéo dài trên đường. Sau tai nạn, xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Tại Bình Dương, một người đàn ông đi xe máy đã bị xe tải cán chết ngay giữa ngã ba trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Định, thành phố Thủ Dầu Một. Vào khoảng 18 giờ 45 phút tối qua, xe tải lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ thị xã Thuận An về thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau với đường Võ Văn Kiệt và cách ngã tư Sở Sao khoảng 200 m, thì xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên tên Trần Trung Trực, 19 tuổi, ngụ Bình Dương điều khiển. Sau va chạm, nam thanh niên ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán chết tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm lọt dưới bánh xe tải. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thông tin thể thao qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Lâm. Xin mời anh Tuấn Lâm. Xin cảm ơn Hải Triều và Minh Ngọc. Thưa quý vị, hôm qua đã diễn ra loạt trận thứ hai ở bảng B môn bóng đá SEA Games 30. Tuyển U22 Việt Nam đè bẹp tuyển U22 Lào với tỷ số 6-1, qua đó gia cố ngôi đầu bảng B với hai trận thắng tuyệt đối. Huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong cuộc đối đầu với U22 Lào. Mục đích của ông Park có lẽ là để tổng duyệt, chuẩn bị cho trận so tài với U22 Indonesia ở lượt trận tới. Ngay ở phút thứ 3, Tiến Linh có pha xâm nhập vòng cấm, tung cú dứt điểm hạ thủ môn Seysavat mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Phút 17, Tiến Linh lại ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 53 của hiệp 2, trong một tình huống đối mặt với thủ môn Lào, Hùng Dũng dễ dàng đưa bóng vào lưới.
Chỉ 4 phút sau, Tiến Linh hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 4-0 cho U22 Việt Nam. Điểm trừ duy nhất của Việt Nam trong trận này là tình huống chống pha đá phạt dẫn tới bàn thắng của Lào ở phút 60, rút ngắn tỷ số còn 4-1. Phút 84, Trọng Hoàng có cú dứt điểm về góc xa, hạ gục thủ môn Seysavat, nâng tỷ số lên 5-1 cho U22 Việt Nam. Ở phút bù giờ cuối trận, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa tuyển Lào, Quang Hải ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc 6-1 cho U22 Việt Nam. Trong cuộc họp báo sau trận Việt Nam-Lào, huấn luyện viên Sundramoorthy của U22 Lào cho biết hàng phòng ngự của Lào đã mắc nhiều lỗi và U22 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng ở trận này. Huấn luyện viên Park Hang-seo chúc mừng các học trò về kết quả nhưng tỏ ra không hài lòng về bàn thua của đội tuyển, cho rằng các cầu thủ đã tập luyện rất kỹ những tình huống tương tự nhưng lại mắc lỗi. Cũng theo ông Park Hang-seo, trận đấu với U22 Indonesia sắp tới là trận đấu rất quan trọng và đội bóng sẽ tận dụng 2 ngày nghỉ để hồi phục. Trong trận đấu cùng giờ với trận Việt Nam-Lào, tuyển Thái Lan đã thắng đậm tuyển Brunei với tỷ số 7-0. Chạm trán đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Nishino phải đợi đến cuối hiệp 1 mới có thể ghi bàn. Sau khi để thua Indonesia, Thái Lan buộc phải thắng trong trận này nếu muốn tiếp tục cạnh tranh xuất vào vòng trong. Ép sân ngay từ đầu nhưng do nóng vội nên U22 Thái Lan bỏ lỡ nhiều cơ hội. Phải đến phút 42 họ mới có bàn mở tỷ số do công của Subachai. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 xảy ra ngay sau đó 2 phút. Người lập công là Zero Ensak. Sang hiệp 2, ông Nishino mới tung Subachok và Suphanat vào để đè bẹp Brunei. Các chân sút Thái Lan ghi thêm đến 5 bàn thắng vào lưới đối thủ, trong đó Anon có một cú đúp, Subachok và Suphanat có riêng cho mình một bàn. Pha lập công còn lại tới từ cú đánh đầu của Srayut. Ở lượt đấu tới, U22 Thái Lan sẽ gặp Singapore lúc 15 giờ ngày 1 tháng 12, còn U22 Việt Nam đối đầu với Indonesia lúc 19 giờ cùng ngày. Trong trận đấu sau đó diễn ra vào buổi tối, U22 Indonesia đã có chiến thắng thuyết phục trước U22 Singapore để vươn lên vị trí nhì bảng B. Đội bóng xứ vạn đảo cho thấy họ là đối thủ nặng ký nhất của tuyển U22 Việt Nam ở bảng đấu này. U22 Singapore nhập cuộc có phần chủ động hơn, nhưng dù tung ra nhiều cú sút, họ vẫn không thể ghi bàn trước. Sau hiệp 1 không bàn thắng, sang hiệp 2, các cầu thủ U22 Indonesia bắt đầu thể hiện sức mạnh và dồn ép ngược lại đối thủ Singapore. Sau một vài pha nỗ lực chống đỡ thì các cầu thủ Singapore bắt đầu để lộ sơ hở và họ bị thủng lưới ở phút 63. Osvaldo có màn đi bóng vượt qua các hậu vệ và tung cú sút hạ gục thủ môn Singapore. U22 Singapore dồn lên tìm bàn gỡ nhưng lại sập bẫy phản công của U22 Indonesia. Lần này Osvaldo là người kiến tạo, Baha là người dứt điểm. Phút 73, tỷ số là 2-0 cho Indonesia. Đây cũng là kết quả chung cuộc. Với chiến thắng này, U22 Indonesia có 6 điểm, bằng điểm U22 Việt Nam, nhưng xếp nhì bảng do kém hiệu số, Thái Lan tạm xếp thứ 3. Do vậy, trận đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia vào tối Chủ nhật này sẽ mang tính quyết định đối với khả năng đi tiếp của hai đội. Tin mới nhận, tới gần sáng nay, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông làm một người chết, hai người bị thương. Theo đó, gần 1 giờ sáng cùng ngày, 3 nam thanh niên khoảng 25 tuổi chở nhau trên chiếc xe máy chạy với tốc độ cao trên đường song hành quốc lộ 22 hướng từ huyện Hóc Môn sang ngã tư An Sương. Khi gần đến trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh thuộc khu phố 5 phường Trung Mỹ Tây quận 12 thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại rồi tiếp tục leo lên vỉa hè, tông vào một cây xanh khiến cây này bị gãy đôi. Hậu quả vụ tai nạn là một nam thanh niên chết tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận thông tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Theo người dân sống gần hiện trường, lúc xảy ra tai nạn, xe máy của các nạn nhân và hai xe máy khác chạy với tốc độ rất nhanh. Ba phương tiện này nẹp bô inh ỏi, có dấu hiệu đua xe. Đến đây thì chúng tôi xin tạm nói lời chia tay với quý vị. Một ngày thứ sáu cuối tuần với niềm vui và sự thành công, quý vị nhé. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.